Xin chào toàn thể các bạn học sinh lớp 5 thân yêu. Hôm nay thầy rất là vui lại được đồng hành cùng ta thêm một tiết toán nữa. Đó là bài chia một số tự nhiên cho một số tập phân ở tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào tiết học, thầy giáo yêu cầu cả lớp chúng ta hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở ghi và đồ dùng học tập để chúng ta học bài nào. Trước khi vào bài mới, thầy giáo sẽ kiểm tra bài cũ. Bạn nào hãy cho thầy giáo biết khi nhân một số tập phân với 2,5, ta có thể làm thế nào? Khi nhân một số tập phân với 2,5, ta có thể lấy số đó nhân 10 rồi chia cho 4. Các em nói rõ chưa nào? Bây giờ các em hãy tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau: 0,24 nhân 25 và 0,24 nhân 10 chia cho 4. Các em hãy lấy giấy nháp ra và chúng ta làm bài nào. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ thầy giáo mời các em hãy hướng lên màn hình, chúng ta đối chiếu với kết quả của thầy nào. Chúng ta thấy 0,24 nhân 25 có kết quả bằng 0,6 và 24 nhân 10 bằng 2,4 chia cho 4 và cũng có kết quả bằng 0,6. Như vậy, giá trị của hai biểu thức này có kết quả như thế nào? Đều bằng 0,6 đấy các em ạ. Như vậy, qua phần kiểm tra bài cũ, thầy giáo nhận xét các em đã học bài và chuẩn bị bài khá chu đáo. Thầy giáo khen cả lớp chúng ta nào. Bây giờ, thầy và các em cùng đi vào bài mới ngày hôm nay. Chia một số tự nhiên cho một số tập phân. Chúng ta đi vào phần A nhỏ, tính rồi so sánh kết quả tính. Các em hãy lấy giấy nháp ra, chúng ta tính cho thầy giáo 25 chia cho 4 và 25 nhân 5, tất cả chia cho 4 nhân 5. Bây giờ thầy giáo mời các em hãy so sánh và đối chiếu kết quả của thầy nào. 25 chia cho 4 bằng 6,25 và 25 nhân 5 có kết quả bằng 125 chia cho 4 nhân 5 bằng 20 và cũng có kết quả bằng 6,25. Và các em hãy quan sát nhận xét cho thầy giáo về kết quả của hai phép tính này nào. Chúng ta kết quả là như thế nào? Đều bằng 6,25 đúng không nào? Bây giờ các em hãy làm tiếp cho thầy giáo phép tính tiếp theo. 4,2 chia cho 7 và 4,2 nhân 10 đấu mở ngoặc chia cho 7 nhân 10 đấu mở ngoặc. Các em làm xong thế nào? 4,2 chia cho 7 có kết quả bằng 0,6 và 4,2 nhân 10 bằng 42, chia cho 7 nhân 10 bằng 70 và cũng có kết quả bằng 0,6. Như vậy các em thấy kết quả của hai biểu thức này như thế nào? Đều bằng 0,6 đúng không? Bây giờ thầy giáo mời các bạn làm tiếp cho thầy giáo phép tính tiếp theo. 37,8 chia cho 9 và 37,8 nhân 100 đồng mở ngoặc chia cho 9 nhân 100.
Các em làm bài xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu với kết quả của thầy nào. Chúng ta thấy 37,8 chia cho 9 có kết quả bằng 4,2 và 37,8 nhân 100 bằng 3780 chia cho 9 nhân 100 bằng 900 và 3780 chia 900 bằng kết quả đó là 4,2. Như vậy chúng ta thấy rằng hai cái biểu thức này có kết quả đều bằng 4,2 đúng không? Vậy quả 3 phép tính vừa rồi. Các em hãy cho thầy giáo biết nào, chúng ta có nhận xét gì về số bị chia và số chia khi nhân với cùng một số tự nhiên, thầy giáo ví dụ nhân với 5 thì kết quả như thế nào? À, kết quả của chúng vẫn là bằng nhau đúng không? Và ở phép tính thứ hai, khi chúng ta lấy số bị chia là 4,2 nhân với 10 và lấy số chia 7 nhân với 10 để có kết quả là đều bằng 4,6 đúng không? Và ở phép tính thứ ba, chúng ta cũng thấy là khi lấy số bị chia là 37,8 nhân với 100 và lấy số chia đó là 9 nhân với 100 và chúng ta thực hiện tính lấy 37,8 nhân 100 tất cả chia cho 9 nhân 100 đều bằng 37,8 chia cho 9 đúng không? Vậy qua phần vừa rồi em lại cho thầy giáo biết nào, khi lấy số bị chia và số chia nhân với cùng một số tự nhiên thì kết quả như thế nào? À, khi nhân một số bị chia và số chia với cùng một số khác không thì thường không thay đổi đúng không? Thì đó, mời các em hãy đọc và ghi nhớ lại nội dung của phần kiến thức này nào. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần B, ví dụ 1. Thầy giáo mời các em hãy đọc thầm yêu cầu của ví dụ 1 nào. À, bài toán cho chúng ta biết gì nào? Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57 m², chiều dài 9,5 m. Vậy bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài toán hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông. Vậy để trả lời cho câu hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông, thầy giáo mời một em để nêu lại cho thầy giáo công thức tính diện tích của hình chữ nhật nào. À, công thức tính diện tích chữ nhật đó là S bằng A nhân B. A là chiều dài, B là chiều rộng. Vậy bạn nào cho thầy giáo biết muốn tính chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật chúng ta làm như thế nào? À, chúng ta phải thực hiện phép tính chia. Đó là chúng ta sẽ lấy 57 chia cho 9,5 và bằng bao nhiêu mét. Bây giờ dựa vào những kiến thức ở những hoạt động trước, thầy giáo mời các em hãy quan sát lên bảng nào. Ta có thể lấy 57 chia cho 9,5, thầy giáo sẽ lấy cả số bị chia là 57 và số chia nhân với cùng một số tự nhiên đó là 10. Vậy 57 chia cho 9,5 bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 570 chia cho 9,5. Vậy chúng ta thấy rằng hai biểu thức này có kết quả như thế nào? À, bằng nhau. Bây giờ 57 chia cho 9,5, đây là một phép tính chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Chúng ta đã học chưa nào? À, chúng ta chưa biết tính như thế nào đúng không? Bây giờ thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta cách tính như sau. Thông thường ta phải đặt tính rồi làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết số bị chia 57 và chúng ta kẻ khung và viết số chia là 9,5.
Chúng ta quan sát rằng phần tập phân của số 9,5, số chia, có một chữ số. Và chúng ta sẽ viết thêm chữ số 0 vào bên phải số 57. Số bị chia, chúng ta được kết quả là 570. Đồng thời, chúng ta bỏ dấu phẩy ở số 9,5, chúng ta được 95. Đến đây, chúng ta sẽ thực hiện phép chia, đó là 570 chia cho 95. Đây là phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà chúng ta đã được học ở những tiết trước rồi đúng không? Vậy 570 chia cho 95 bằng bao nhiêu? Có kết quả đó là bằng 6 đấy các em ạ. Như vậy qua ví dụ vừa rồi, chúng ta đã biết cách thực hiện đó là chia một số thập phân, chia một số tự nhiên cho một số thập phân, đúng không? Vậy bạn nào hãy nêu lại cho thầy giáo các bước chia nào. Đầu tiên chúng ta phải làm sao? Chúng ta đặt tính. Và sau khi đặt tính xong, chúng ta sẽ quan sát phần tập phân của số chia có bao nhiêu số. Đồng thời chúng ta sẽ thêm một số bị chia bấy nhiêu số 0, đồng thời gạch dấu phẩy đi. Và chúng ta sẽ được hai số tự nhiên chia cho nhau và chúng ta tiến hành chia bình thường. Vậy 57 chia cho 9,5 có kết quả đó là bằng 6 mét. Vậy chiều rộng của mảnh vuông hình chữ nhất là 6 mét. Như vậy qua ví dụ vừa rồi, thầy giáo đã hướng dẫn chúng ta cách chia một số tự nhiên cho một số tập phân đúng không nào? Bây giờ thầy và các em cùng chuyển sang phần C, ví dụ 2. 99 chia cho 8,25 bằng bao nhiêu? Vậy các em có nhận xét gì về các phép tính này nào? Đây cũng là một phép tính chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Bây giờ các em hãy cho thầy giáo biết số thập phân của 8,25 nó như thế nào so với ví dụ thứ nhất. Chúng ta thấy là phần tập phân này có mấy chữ số đây? Có hai chữ số đúng không nào? Bây giờ để thực hiện được phép tính chia này, chúng ta cũng phải làm như thế nào? Chúng ta cũng phải đặt tính. Rồi làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tính. Và chúng ta thấy rằng phần tập phân của số 8,25 có hai chữ số. Chúng ta sẽ viết thêm hai chữ số 0 và bên phải số 99. Chúng ta sẽ được là 9.900 và đồng thời bỏ dấu phẩy ở số chia 8,25, chúng ta được 825. Đến đây chúng ta sẽ thực hiện phép chia, đó là 9.900 cho số 825. Các em hãy tính thế nào? Tính xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu với kết quả của thầy nào. Chúng ta sẽ lấy 990 chia cho 825. Chúng ta được 1 và còn giữ lại là 165. Đến đây chúng ta hạ 0 xuống. Và chúng ta được 1.650 chia cho 825. Và có kết quả là bằng 2. Và chúng ta nhân ngược lên. Và chúng ta trừ đi. Và đây là một phép chia hết đúng không? Như vậy qua ví dụ 2, chúng ta đã biết cách thực hiện phép chia, đó là một số tự nhiên cho một số tập phân đúng không nào? Vậy qua hai ví dụ rồi, bạn nào có thể cho thầy giáo biết muốn chia một số tự nhiên cho một số tập phân chúng ta có thể làm như thế nào?
muốn chia một số tự nhiên cho một số tập phân, ta làm như sau. Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần tập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. Đây chúng là quy tắc chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Các em đã rõ chưa? Bây giờ để củng cố lại những kiến thức vừa rồi học, thầy và các em cùng đi vào phần bài tập. Chúng ta đi vào bài 1, đặt tính rồi tính. Các em hãy lấy vở ra, chúng ta sẽ đặt tính rồi tính cho thầy giáo nào. Các em đã tính xong chưa? Bây giờ thầy giáo mời các em hãy so sánh với kết quả của thầy nào. Bây giờ các em hãy so sánh và đối chiếu với kết quả của thầy nào. Ở phép tính A, chúng ta có 7 chia cho 3,5. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tính. Chúng ta quan sát rằng phần tập phân số 3,5 có một chữ số đúng không? Chúng ta gạch dấu phẩy đi và đồng thời thêm vào số bị chia một số 0, chúng ta được 70 chia cho 35 và có kết quả bằng 2. Tương tự ở bài B, chúng ta có 702 chia cho 7,2. Chúng ta cũng gạch dấu phẩy, đồng thời thêm ở số bị chia một số 0. Và chúng ta sẽ tiến hành chia bình thường. Phép tính C, chúng ta có 9 chia cho 4,5. Phép tính D, chúng ta có 2 chia cho 12,5. Rồi, qua bài 1, thầy giáo thấy rằng đa số các bạn đã làm bài và hiểu bài rồi đúng không? Bây giờ thầy giáo mời bạn hãy nêu lại cho thầy giáo muốn chia một số tập phân cho một số tự nhiên chúng ta làm như thế nào. Chúng ta hãy nhớ lại quy tắc vừa mới học nào. Bây giờ thầy mời các em cùng đi vào bài 2. Về bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì nào? Bài 2 yêu cầu chúng ta tính nhầm. Các em hãy tính cho thầy giáo các phép tính sau. A, 32 chia cho 0,1. Vậy 32 chia cho 0,1 bằng bao nhiêu nào? 32 chia cho 0,1 bằng 320. Thế 32 chia cho 10 thì bằng bao nhiêu nào? 32 chia cho 10 bằng 3,2. Ở phép tính B, chúng ta có 168 chia cho 0,1. Vậy 168 chia cho 0,1, bạn nào cho thầy giáo biết có kết quả bằng bao nhiêu? 168 chia cho 0,1 bằng 1680. Vậy 168 chia cho 10 thì bằng bao nhiêu? 168 chia cho 10 thì bằng 16,8. Ở phép tính C, chúng ta có 934 chia cho 0,01. Vậy có kết quả bằng bao nhiêu? Bạn nào biết nào?
Vậy 934 chia cho 0,01 có kết quả bằng 93.400. Vậy 934 chia cho 100 bằng bao nhiêu? 934 chia cho 100 có kết quả bằng 9,34. Vậy qua bài 1, bạn nào hãy nêu lại cho thầy giáo các quy tắc muốn chia một số tự nhiên cho 0,1, 0,01, 0,001 chúng ta làm như thế nào? Và muốn chia một số tự nhiên cho 10, 100, 1.000 chúng ta làm như thế nào? Nếu bạn nào không nhớ, chúng ta có mở lại sách giáo khoa, chúng ta đọc lại quy tắc cho thầy nhé. Như vậy qua bài 2 đã củng cố chúng ta kiến thức về tính nhẩm đúng không nào? Bây giờ thầy và các em chúng ta cùng đi vào bài 3. Thầy giáo mời bạn đọc cho thầy giáo yêu cầu bài 3 nào. Với bài toán đó chúng ta biết gì rồi? Một thanh sắt dài 0,8 m, cân nặng 16 kg. Vậy bài toán hỏi chúng ta cái gì? Bài toán hỏi chúng ta một thanh sắt cùng loại dài 0,18 cân nặng bao nhiêu kg? Vậy để trả lời được cho câu hỏi này chúng ta phải làm như thế nào? Các bạn sẽ suy nghĩ và trả lời nào. Vậy chúng ta đã trả lời được chưa? Thầy giáo mời các bạn hãy hướng lên màn hình. Chúng ta sẽ đối chiếu với kết quả của thầy nào. Ở trên chúng ta sẽ tóm tắt. Đó là 0,8 m thì bằng 16 kg. Vậy 0,18 m thì nặng bao nhiêu kg? Vậy chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên chúng ta tính là một thanh sắt đó cân nặng là 16 chia cho 0,8 và bằng 20 kg. Thanh sắt cùng loại dài 0,18 m nặng là, chúng ta sẽ lấy 20 nhân 0,18 bằng 3,6 kg, và đáp số ra là bằng 3,6 kg. Vậy kết quả của các em thế nào? Có trùng với kết quả của thầy không? Chúc mừng các em, rất nhiều bạn đã suy nghĩ và trả lời đúng nào. Như vậy qua bài 2 đã củng cố chúng ta kiến thức về giải bài toán của Lê Văn. Chúng ta đã được thực hiện phép chia, đó là một số tự nhiên cho một số tập phân đúng không nào? Qua 3 bài tập vừa rồi, chúng ta đã được củng cố về kiến thức chia một số tự nhiên cho một số tập phân đúng không nào? Bây giờ để kiểm tra lại các em học bài như thế nào, thầy giáo có một trò chơi như sau. Trò chơi mang tên ai nhanh ai đúng. Ở trò chơi này chúng ta có rất là nhiều phần quà hấp dẫn mà chúng ta nhìn trên cây thông Noel nào. Các em đã sẵn sàng chơi chưa? Bây giờ chúng ta đi vào trò chơi. Ở câu hỏi đầu tiên, muốn chia một số tự nhiên cho 0,1, 0,01, vân vân. Bạn làm như thế nào? Bạn nào biết nào? Có rất là nhiều cánh tay giơ lên đấy các em ạ. Vậy, muốn chia một số tự nhiên cho 0,1, 0,01, vân vân, ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt 1, 2, chấm chấm chấm, chữ số 0 đúng không? Vậy chúc mừng các em đã trả lời đúng nào. Và phần thưởng của bạn là một quyển vở. Chúc mừng các em. Bây giờ, muốn chia một số tự nhiên cho một số tập phân, ta làm như thế nào? Bạn nào biết nào? Hãy nhanh tay lên nào.
À, muốn chia một số tự nhiên cho một số tập phân, ta làm như sau. Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần tập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số không. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. Chúc mừng các em đã trả lời đúng nào. Và phần thưởng của bạn là một chiếc thước kẻ. Và phần quà tiếp theo là gì? Thầy giáo mời các em hãy trả lời câu hỏi sau nào. Phép chia sau đúng hay sai? Và sai ở đâu? Các em hãy suy nghĩ và trả lời nào. À, chúc mừng các em đã trả lời đúng. Bây giờ các bạn hãy quan sát lên màn hình. Chúng ta sẽ xem đối chiếu với kết quả của thầy nào. Ở phép tính trên chúng ta thấy rằng phần tập phân của số bị chia có hai chữ số đúng không? Vậy chúng ta phải thêm vào số bị chia hai chữ số 0 và đồng thời gạch bỏ dấu phẩy và chúng ta tiến hành chia đúng không? Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng nào. Và phần thưởng cho những bạn trả lời đúng là một điểm 10. Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần quà tiếp theo. Vậy phần quà tiếp theo là gì? Thầy giáo mời các em hãy trả lời cho thầy câu hỏi sau nào. Phép chia sau đúng hay sai? Và sai ở đâu? 24 chia cho 1,2 bằng. Bạn nào biết nào? À, đã có rất là nhiều các bạn trả lời đúng được không? Bây giờ các bạn hãy hướng lên màn hình. Chúng ta cùng đối chiếu với kết quả của thầy nào. Phép chia vừa rồi chúng ta thấy rằng đó là khi người ta gạch bỏ dấu phẩy đã không thêm không vào số bị chia đúng không? Vậy chúng ta đã chia sai. Vậy các bạn chú ý khi chúng ta bỏ dấu phẩy chúng ta phải thêm số 0 vào số bị chia đúng không? Và chúng ta mới tiến hành chia bình thường. Các bạn đã rõ chưa? Vậy chúc mừng những em đã trả lời đúng nào. Vậy phần thưởng của bạn là một hộp sáp màu. Khi chia một số tự nhiên cho một số tập phân, cần lưu ý điều gì? Bạn nào biết nào? À, khi chia một số tự nhiên cho một số tập phân, ta cần lưu ý phần tập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số không. Các bạn đã rõ chưa? Vậy chúc mừng các em đã trả lời đúng nào. Vậy phần thưởng của các bạn là một quyển vở. Chúc mừng các em. Như vậy qua phần trò chơi vừa rồi, thầy giáo thấy rằng các em đã chơi rất là tốt. Chúc mừng các em nào. Và tiết học chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy giáo thân ái chào các em và hẹn gặp các em trong những tiết học tiếp theo.